Với vai trò là diễn đàn của thế hệ trẻ thủ đô và cả nước, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô phối hợp với Trường Đại học Thành Đô, Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội và các đơn vị tổ chức chương trình đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ vào sáng ngày 13 tháng 4 tại Trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Phát biểu khai mạc chương trình, nhà báo Ngô Vương Tuấn, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô cho rằng công tác tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên là một vấn đề quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của thủ đô và đất nước. Trong thời gian vừa qua thì nhà nước đã quan tâm và có nhiều chính sách, chương trình nhằm để nâng cao hiệu quả của công tác này. Tuy nhiên là nhận thức của các bạn học sinh và thanh niên về vấn đề tư vấn hướng nghiệp thì vẫn còn nhiều hạn chế. Sự mất cân bằng trong phân bổ nguồn nhân lực như hiện nay là gây lãng phí cho chất lượng của nguồn nhân lực. Và nhiều thanh niên thì không được định hướng tốt cho tương lai, hoặc là chọn sai ngành nghề hay là không trúng vào các ngành mà mình yêu thích. Để nhận thức được tầm quan trọng của công tác hướng nghiệp, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chuỗi chương trình đối thoại trực tiếp giao lưu về tư vấn hướng nghiệp năm 2024. Tại chương trình, lãnh đạo vụ giáo dục đại học trực tiếp cung cấp thông tin mới nhất về những quy định, các mốc thời gian tuyển sinh trong năm 2024 cũng như những lưu ý quan trọng khi đăng ký tuyển sinh. Ngay sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì các bạn sẽ bắt đầu sẽ đăng ký vào hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ để sắp xếp các nguyện vọng. Thì chúng tôi đang sắp xếp những cái thời điểm để ban hành về kế hoạch tuyển sinh. Trong đó sẽ quy định rõ thời điểm nào đến được điểm nào là các em sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Nhưng các em yên tâm là chúng ta có đủ thời gian để đăng ký. Số lượng nguyện vọng là không giới hạn, nghĩa là các em đăng ký bao nhiêu nguyện vọng cũng được và sắp xếp theo đúng cái thứ tự ưu tiên mà mình mong muốn. Trong thời gian quy định các em có thể thay đổi các nguyện vọng đó, tức là sắp xếp điều chỉnh. Nguyện vọng nào chúng ta yêu thích nhất phải đưa lên hàng đầu. Bởi vì sao ạ? Đó là cái cơ hội tốt nhất mà hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho các em. Một điểm nữa Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt lưu ý thí sinh, đó là việc tham gia vào các phương thức xét tuyển sớm của các trường đại học. Các em cần nghiên cứu rất kỹ đề án tuyển sinh của trường đại học đã công bố trên website để bám sát về hồ sơ, thủ tục, giấy tờ và các thời hạn, không được bỏ lỡ các thời hạn đó. Bên cạnh đó, học sinh cũng sẽ được chuyên gia đến từ các trường cao đẳng, đại học tư vấn, giải đáp những thắc mắc về chọn ngành, chọn nghề, định hướng nghề nghiệp tương lai. Tại buổi đối thoại, các lĩnh vực ngành nghề được các em học sinh quan tâm đặt câu hỏi nhiều nhất phải kể đến ngành công nghệ, mà cụ thể là ngành công nghệ bán dẫn và lĩnh vực thiết kế chip vi mạch bán dẫn. Đây là một ngành mới và đầy tiềm năng, với nhu cầu về nhân sự rất cao của các công ty lớn. Không chỉ được nghe giải đáp tại khu vực sân khấu, các em học sinh có thể tham khảo thông tin của các trường tại gian hàng. Các vấn đề thắc mắc về ngành học, trường học đều được đội ngũ tư vấn tuyển sinh từ các đơn vị hỗ trợ thông tin nhanh chóng tới các em. Chương trình đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ tại Trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt kết thúc thành công tốt đẹp trong sự hoan nghênh nhiệt liệt của học sinh và các thầy cô. Qua chương trình, những băn khoăn, thắc mắc của học sinh về chọn ngành, chọn nghề, hướng nghiệp tương lai đã được các chuyên gia chia sẻ, định hướng cụ thể. Từ đó, các em học sinh sẽ có những lựa chọn đúng đắn trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tới đây.